Chào mừng các em đến với kiến thức phổ thông của kênh. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về câu tường thuật. Reported speech. Về định nghĩa, câu tường thuật là câu gián tiếp dùng để thuật lại hoặc kể lại lời người khác nói. Ví dụ, chúng ta có câu nói trực tiếp của Anna: "Tôi thích hoa." Khi tường thuật lại câu nói đó, chúng ta được câu tường thuật là: Anna đã nói là cô ta thích hoa. Sự thay đổi giữa câu trực tiếp và câu gián tiếp. Trong câu tường thuật thường mở đầu bằng ai đó đã nói rằng, hoặc ai đó đã nói với ai đó rằng, những từ liên quan tới tôi, của tôi sẽ chuyển thành cô ta, của cô ta, anh ta hoặc của anh ta, vân vân. Tùy theo giới tính của người nói, những gì liên quan đến bạn, của bạn, cũng sẽ chuyển đổi thành tôi, cô ta, của cô ta, anh ta hoặc của anh ta, vân vân, tùy thuộc vào giới tính của người nghe. Động từ cũng chuyển từ thì hiện tại đơn thành quá khứ đơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung viết các loại câu tường thuật cơ bản. Để viết được câu tường thuật cơ bản, chúng ta phải nắm được 3 nội dung. Thứ nhất, bản đại tự nhân xưng, để chuyển đổi người nói và người nghe. Thứ hai, bản động từ, để chuyển đổi động từ trong câu trực tiếp thành câu gián tiếp. Thứ ba, bản trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. Bản này nên học thuộc, để chuyển đổi trạng từ thời gian và nơi chốn có trong bản, hoặc khi chọn trắc nghiệm. Đầu tiên chúng ta sẽ viết lại câu tường thuật, và câu đó có dạng là yêu cầu hoặc là ra lệnh. Để biết được cái câu đó là yêu cầu hay là ra lệnh thì chúng ta nhìn chữ đầu tiên của câu. Chữ đầu tiên thì thường là động từ. Ví dụ như câu 1 thì có chữ often. Câu 2 thì nó có chữ please. Please này thì có thể là đứng ở đầu câu hoặc là cuối câu. Nó cũng là dấu hiệu của câu yêu cầu, ra lệnh. Câu thứ 3 thì có chữ don't. Và câu thứ 4 thì có chữ let. Bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ ở câu đầu tiên. Ở câu này chúng ta có câu dẫn là she said to me. Cô ta nói với tôi. Vậy thì câu dẫn chúng ta sẽ viết lại là she asked me. Thường thì cái chữ ask có nghĩa là hỏi, nhưng mà ở trong cái câu này thì chúng ta có nghĩa là yêu cầu. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm chữ to vào trước often the window. Như vậy thì chúng ta đã viết được câu tường thuật số 1. Tương tự thì ở câu tường thuật số 2 là chúng ta sẽ bỏ chữ please đi và bắt cái động từ này thêm to vào. À, lúc này câu dẫn thì nó chỉ có chữ là he shot. Không có ai nghe hết thì đưa tôi vô. He asked me. Anh ta yêu cầu tôi. To put. Your pen là khi câu trực tiếp nói là cây viết của bạn, nhưng mà lúc này tôi nghe cho nên là chuyển thành là my pen, cây viết của tôi. On the table. Ở câu 3 chúng ta khác so với câu 1 là nó có thêm chữ don't, có nghĩa là nó có thêm chữ not. Và ở đây nó có câu dẫn là giáo viên nói với chúng tôi. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ đổi cái câu dẫn thành là the teacher us. Giáo viên đã yêu cầu chúng tôi. Nó có not thì chúng ta thêm not vô. Và dẫn thêm chữ to trước động từ. Not to talk in class. Vậy là chúng ta viết được câu số 3. Rồi. Tương tự ở câu số 4 chúng ta có là anh ta nói với cô ta.
cho nên là câu dẫn sẽ là he asked her to let. Chữ me này khi nói trực tiếp là tôi, nhưng mà chuyển thành câu gián tiếp thì nó chính là anh ta. Và nó đứng sau động từ thì chúng ta dùng chữ him để chỉ cho anh ta. Borrow. Your car là câu nói trực tiếp, vậy thì chuyển thành câu gián tiếp sẽ là xe của cô ta, her car. Rồi, vậy là đó chính là bốn ví dụ của câu đồng thuật ở dạng yêu cầu hoặc là ra lệnh. Ở phần số 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu tường thuật dạng câu hỏi yes, no. Nếu chúng ta nhìn sơ từ câu 1 đến câu 5, thì những câu hỏi yes, no không hề có từ để hỏi đằng trước. Nó bắt đầu bằng một trợ động từ như là do, can, will, are hoặc là did, vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thử câu đầu tiên nhé. Ở câu này chúng ta có câu dẫn là he said to her, người nói là anh ta, người nghe là cô ta. Câu dẫn chúng ta sẽ viết như thế này: he asked her, anh ta hỏi cô ta. Do là câu hỏi yes no không có từ để hỏi, cho nên chúng ta sẽ mượn từ if hoặc là whether để viết vào. Chúng ta chỉ chọn một trong hai từ để viết vào thôi. Câu tường thuật thì không có dấu chấm hỏi, cho nên là câu này chúng ta sẽ không đảo ngữ. Chữ do ở đây chúng ta để nhận biết được là thì hiện tại đơn thôi. Vậy thì khi viết xuống chúng ta bỏ nó đi. Tiếp theo sẽ là viết chủ ngữ. Chữ you là người nghe, vậy thì chúng ta sẽ chuyển thành chữ she. Like, hiện tại đơn sẽ chuyển thành quá khứ đơn, rose. Vậy là chúng ta viết được câu tường thuật, câu số 1. Ví dụ trường hợp này đề cho là does với một chữ he hoặc she nào đó, thì chúng ta vẫn bỏ nó đi và chia động từ ở đây thành quá khứ đơn. Và ví dụ số 2, he said to me, chúng ta sẽ viết câu dẫn thành he asked me. Là câu hỏi yes no, chúng ta sẽ chọn là if hoặc là whether để viết tiếp dạng câu hỏi. Yes no thì yêu cầu, câu công thức là như vậy. Chủ ngữ ở đây là chữ you, chuyển thành tôi, bởi vì tôi là người nghe đây. I. Can, chúng ta không bỏ đi mà chúng ta sẽ đem phía sau chủ ngữ. Và can là hiện tại, chúng ta chuyển thành could là quá khứ. Swim. Và chúng ta đã biết được câu tường thuật ở ví dụ số 2. Tương tự, các em có thể dừng video lại vài phút để làm thử 3 câu mà sau đó so sánh đáp án nha. Ở câu số 3, he said, không có người nghe, để tôi vào. He asked me. Vẫn dùng là if hoặc là whether, bởi vì ở đây nó không có từ để hỏi. Chủ ngữ là you, vậy người nghe chính là tôi đây, thì để I thay vô chữ you. Chữ will này chúng ta sẽ không bỏ, chúng ta sẽ đem ra sau chủ ngữ, chuyển thành quá khứ là would come. Chữ here là trạng từ chỉ nơi chốn và chuyển thành there. Cái này có trong cái bảng đi kèm ở đầu video nhé.
Câu số 4. She said to me. Vậy chúng ta sẽ ghi câu dẫn là She asked me. Cô ta hỏi tôi là đi if hoặc là whether. Chữ you ở đây, người nghe là tôi. Để tôi vào. Cái chữ are này không bỏ đi mà chúng ta chuyển phía sau chủ ngữ và chuyển thành quá khứ là was. A student. À, không có dấu chấm hỏi cho nên không đảo ngữ mà trả động từ về vị trí phía sau chủ ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ số 5. Đầu tiên chúng ta sẽ viết câu dẫn. He said to her, anh ta nói với cô ta, sẽ chuyển thành He asked her. Anh ta hỏi cô ta rằng. Là câu hỏi yes, no. Khi tường thuật lại chúng ta sẽ mượn if hoặc whether thay cho từ để hỏi. Chủ ngữ you là người nghe, cho nên chúng ta sẽ chuyển thành she. Ở đây động từ chúng ta có did và do. Did là trợ động từ, là dấu hiệu nhận biết câu này chia thì quá khứ đơn. Bởi vì chúng ta sẽ bỏ did đi và chia từ do thành quá khứ hoàn thành. Have done. Do homework, bài tập của người nghe, cho nên chúng ta sẽ chuyển thành her homework. Đó là các ví dụ của câu tường thuật dạng câu hỏi yes, no. Ở phần số 3, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu tường thuật dạng câu hỏi WH questions. Ở đây đề cho sẵn chúng ta là những cái câu dẫn rồi, thì chúng ta sẽ không cần viết xuống nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu tường thuật câu hỏi này ha. Ở ví dụ số 1 chúng ta có từ để hỏi là where. Chúng ta hạ where xuống. Vậy thì so với câu tường thuật dạng yes, no thì nó không có từ để hỏi, cho nên chúng ta mới thêm if hoặc là whether vào. Còn nếu mà nó đã có từ để hỏi rồi thì chúng ta không cần thêm và chúng ta chỉ cần hạ từ để hỏi xuống mà thôi. Và cách làm những cái động từ thì giống như câu tường thuật dạng câu hỏi yes, no vậy. Như vậy thì chữ do ở đây chúng ta lại tiếp tục bỏ nó đi. Bởi vì nó là từ nhận biết của hiện tại đơn. Người nghe ở đây là tôi, cho nên chữ you sẽ chuyển thành là I. Hiện tại đơn chuyển thành quá khứ đơn là live. Thì đi đi à. Đây là chúng ta đã viết được câu thứ nhất. Tương tự ở câu số 2 thì chúng ta có câu hỏi ở quá khứ đơn. Hạ từ để hỏi xuống. What? Người nghe là tôi. Chuyển you thành I. Thì quá khứ đơn chuyển thành quá khứ hoàn thành. Have done. Yesterday chuyển thành the day before. Từ này có trong một cái bảng gọi là bảng trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn có bị chuyển đổi, thì cái bảng này chúng ta nên học thuộc lòng. Ở câu số 3 chúng ta có là the teacher ask, à chưa có người nghe, để người nghe vào là us, chúng tôi. How, hạ từ để hỏi xuống. You là người nghe, người nghe ở đây là chuyển thành chúng tôi rồi và nó ở trường hợp này là chủ ngữ, cho nên chuyển thành chủ ngữ là we. A là động từ, to be hiện tại đơn chuyển thành
đơn. Vâng. Đó là nội dung của phần câu tường thuật dạng câu hỏi WH questions. Ở phần số 4, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu tường thuật dạng câu khẳng định hoặc là câu phủ định. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ số 1. Đề cho sẵn chúng ta là she sat. Vậy thì chúng ta sẽ không cần người nghe ở vị trí sau chữ sat. Chúng ta có thể thêm vào là chữ that hoặc không thêm cũng được. Lúc này người nói là cô ta cho nên chữ I chuyển thành chữ she. Love hiện tại chuyển thành quá khứ thêm ed vào. This chuyển thành those. Cái này có trong bảng trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. Roses hạ xuống. Đây là chúng ta đã viết xong câu tường thuật số 1. Ở câu số 2 chúng ta có câu phủ định, có nghĩa là nó có not. She don't like. Đây là hiện tại đơn. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển nó thành quá khứ đơn. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ viết người nói chính là she don't, hiện tại chuyển thành quá khứ là didn't. Like phía sau don't hay là didn't thì nó vẫn là nguyên mẫu. Happy. Chúng ta đã viết được câu tường thuật số 2. Ở câu số 3, câu dẫn đề cho là he told. Chỉ chúng ta sẽ cần một cái người nghe ở phía sau chữ told. Đề cho là he said to me. Vậy thì người nghe là tôi. Câu dẫn sẽ là he told me. Chữ I là người nói. Anh ta chúng ta sẽ chuyển thành he. Will tương lai chúng ta sẽ chuyển thành would. See. Chữ you này là người nghe. Và chữ you đứng sau động từ cho nên nó là túc từ. Vậy thì người nghe là tôi. Túc từ của chữ tôi là me. Tomorrow chuyển thành là the following day. Từ này có trong bảng trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. Ở câu số 4 khác với các câu chỗ là chúng ta sẽ hết câu có một chữ. Và chữ này thường là tên, Peter. Vậy là xác định ở câu này, người nghe chính là Peter. He told Peter. Người nói là anh ta, cho nên chúng ta sẽ chuyển I thành he. Động từ ở quá khứ đơn chuyển thành has. B3 là quá khứ hoàn thành. Her ở đây nó không phải là người nói, cũng không phải là người nghe. Là một người thứ ba được đề cập đến trong câu. Vậy thì chúng ta sẽ hạ xuống, không đề cập tới, không thay đổi gì hết. After finishing my work là công việc của người nói, chuyển thành là his work. Và chúng ta viết được ví dụ số 4. Đó là các ví dụ của câu tường thuật dạng câu khẳng định và phủ định. Nếu thấy nội dung hữu ích, thì các em hãy ấn like và theo dõi các bài tiếp theo của kênh nhé.